là gì? Phương pháp học một hiện tượng vật lý. Hiện tượng vật lý thì cái này cũng không nhiều lắm, nhưng mà thầy mách này, để học một hiện tượng vật lý thì bọn con sẽ trình bày những cái gì? Nghe qua nhé. Muốn hiểu một hiện tượng vật lý thì thường là qua hai bước, là thứ nhất là mô tả được hiện tượng mà ta quan sát được, và sau khi mô tả hiện tượng ta quan sát được thì bước thứ hai là thế nào? Tìm cách làm gì đấy nhỉ? Giải thích các hiện tượng đó. Rõ chưa? Thế thì để hiểu một hiện tượng vật lý, thì cần trình bày hai nội dung sau. A nhỏ là quan sát và mô tả hiện tượng, xảy ra. Đấy là bước 1. Bước 2 là làm gì? B là giải thích hiện tượng. Bằng các kiến thức thường đã học trước đó. Thế bây giờ thầy hỏi bọn con, đã học hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng chưa? Học chưa? Lớp 9 học chưa? Đấy, có người rồi, có người chưa. Bây giờ không cần dạy này, đổ tại thầy câu rồi. Học chưa? Chưa. Ở đây, ví dụ nhé. Tôi nhắc lại, có khi lại quên luôn. Nhóm này, người ta có một vật dẫn AB bằng kim loại. Đây, A này, B. Và như là gì? Cái vật dẫn này cách điện đặt trên mặt đất. Nó dễ hình dung. Vật dẫn này hoàn toàn là gì nhỉ? Ban đầu ở trạng thái trung hòa về điện. Và thầy có một cái quả cầu thế nào nhỉ? C nào đó. Mà cái cầu quả cầu C này cũng thế nào nhỉ? Được đặt cách điện với gì? Đất. Nhưng có đặc điểm là quả cầu C này được nhiễm điện, hoặc là dương hoặc là âm. Thế thì đây, hình ảnh của bài toán ở đây là thế này. Và trên đây người ta có thế nào nhỉ? Gắn hai lá của một cái điện nghiệm, tức là hai lá kim loại, mà như là đây nó có giống như là gì, có cái bản lề ấy, và rất nhạy, có thể mở ra được hoặc đóng lại được. Thế thì nếu như hai cái lá kim loại này tích điện cùng dấu thì nó sẽ xòe ra, còn thế nào nhỉ, không tích điện thì nó thế nào, cụp lại. Và cái vật dẫn AB này người ta để đây có hai cái lá của điện nghiệm như này, thì hiện tượng xảy ra như thế nào? Nhòm nhá, khi AB rất xa C thì đầu A và đầu B không nhiễm điện, hai lá của điện nghiệm thế nào? Cụp lại. Nếu ta đẩy AB lại gần gì? C. Với đầu C à, đầu B gần gì? C. Thì lúc đó người ta thấy có hiện tượng như sau. Hai lá của điện nghiệm này từ từ thế nào? Xòe ra. Và nếu như hai lá điện nghiệm này giống hệt nhau thì góc mở của hai lá điện nghiệm thế nào? Bằng nhau. Và bằng một cái gì là dụng cụ thử điện thì người ta thấy rằng là lúc đó đầu B nhiễm điện trái dấu với C, còn đầu A nhiễm điện thế nào? Cùng dấu với gì? C. Và tiếp tục, nếu ta đẩy BC quay ngược trở ra để cho nó xa C đi, AB cho nó ra xa C đi, thì lúc đó hai lá điện nghiệm lại từ từ thế nào? Cụp lại. Nó giống như là gì nhỉ? Các cụ thường nói là gần mực thì đen này, gần đèn thì thế nào đấy? Thế thì cái chữ hưởng ứng ở đây mang cái ý nghĩa đó, có nghĩa là thế này. Lưu ý chi tiết này. Nếu như mày xa C không nhiễm điện, nếu mày gần C thì hai đầu thế nào? Nhiễm điện. Và nhiễm điện là thế nào nhỉ? Trái dấu và độ lớn điện tích ở hai đầu thế nào với nhau? Bằng nhau. Thì đấy là mô tả một hiện tượng vật lý. Và cái hiện tượng nhiễm điện ở vật AB này người ta gọi là nhiễm điện do cái gì đây con? Hưởng ứng. Thế bắt đầu chúng ta giải thích nhá. Nghe này. Trong AB bản thân nó có các electron tự do. Đúng hay sai đã? Các electron tự do này hoàn toàn có thể di chuyển thế nào tự do trong AB.
Và nếu xét về bản chất thì mỗi một nguyên tử kim loại thì đều có hạt nhân ở gì? Giữa, và các electron quay quanh. Nhưng mà với kim loại thì cái electron ở lớp vỏ ngoài cùng là thế nào? Liên kết rất yếu với cái gì này? Hạt nhân của nguyên tử. Và nó tách thành electron tự do. Nhưng xét về bản chất, bản thân cái thanh AB này, tổng điện tích dương và điện tích âm là đang buồn ngủ. Quan tâm thế thôi. Thế thì chỗ này có hiện tượng như này. Nếu như AB mà ở xa C thì xét về tổng thể là bản thân cái vật AB này không nhiễm điện. Nhưng đẩy lại gần thì hiện tượng gì xảy ra? Các electron bị quả cầu C này thế nào? Hút hay đẩy? Hút. Làm cho các electron dồn về phía đầu B. Đầu B thừa electron liên nhiễm điện gì? Âm. Còn đầu A, vì nó là một vật cô lập về điện mà, đầu A thiếu electron liên nhiễm điện gì? Dương. Nghe tiếp. A mất bao electron thì B thế nào? Thừa bấy nhiêu. Nên độ lớn điện tích ở hai đầu thế nào? Như nhau. Đúng không? Thế thì đấy là hiện tượng mà chúng ta đẩy AB lại gần. Còn nếu bây giờ ta đẩy AB ra xa thì cái lực hút các electron của quả cầu C thế nào? Giảm dần. Và đến lúc như là gần như là không bị hút nữa thì các electron này chuyển động thế nào? Tự do, và nó phân bố đều vật AB. Và AB không nhiễm điện. Và như vậy người ta mới gọi là nhiễm điện do cái gì? Hở hứng. Thì trong cái lý thuyết của bài toán này yêu cầu bọn con phải có hai bước. Bước thứ nhất là mô tả được hiện tượng đã xuất hiện và xảy ra. Bước thứ hai là dùng những kiến thức chúng ta đã có để thế nào giải thích hiện tượng đó. Thì sau này khi va chạm vào học thì bọn con sẽ hiểu đầy đủ hơn. Nhưng thầy khẳng định là phương pháp một, học một hiện tượng vật lý là như thế nào.